Các bạn, hôm nay mình sẽ dạy cho một bạn cuộc số để các bạn biết mình không có dơ từ giấy này lên. Thì các bạn có biết không? Ok, đợi mình xíu nha. Đồng hồ, kim giờ chỉ nè. Đây số 1, đây số 2, đây số 3, đây số 4, số 5, đây số 6, đây số 7, đây số 8, đây số 9, đây số 10, đây số 11, đây số 12. Được chưa? Hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn một câu toán gọi là 7 trừ đi 1 bằng mấy nha. 7 trừ đi 1 bằng mấy? 2. 7 trừ đi 1 bằng 6, nghe chưa? 7 trừ 2 nha. 7 trừ 2 thì bằng 5. 7 trừ 3 thì còn 4. 7 trừ 4 thì còn 3. 7 trừ 3 thì còn 2. 7 trừ 1 thì còn 1, thì chưa? Hôm nay các bạn sẽ gọi đây là thầy. Thầy à. Thật như vậy thôi chứ thằng này dài lắm. Đây là câu thứ nhất. Rồi mình sẽ quay video sau ha.